MCK từng có một câu như thế này, đấy là mình phải chấp nhận được việc mình là một thằng chó thì mình mới tốt hơn được. Và Binz thì từng có một cái chia sẻ là bây giờ em không dám nghe lại nhạc ngày xưa em viết về tình cảm, và em nghe lại em cảm thấy em không thể viết tình nhạc tình cảm như vậy được. Bản thân những người nổi tiếng như thế, những người thành đạt như vậy, và Binz là một trong những idol, những thần tượng của mình, người ta còn có lúc tự nhìn vào những video, những tác phẩm người ta làm trong quá khứ và cảm thấy rằng nó không hay, nhưng fan hâm mộ của họ ở trong thời đấy vẫn yêu quý họ đến tận bây giờ, là những người như mình. Thì đấy là cũng là một cái động lực để mình làm thôi. Mình không còn cảm thấy sợ hãi với những cái gì mình có đúng hay sai nữa. Và mỗi một con người sẽ có một hành trình riêng, họ hiểu mình đến đâu thì đấy là giống như việc mình xem đi xem lại một bộ phim ấy. Biết đâu có thể vài năm nữa họ mới hiểu được ra điều mình nói.